Xin chào các bạn, mình sẽ giới thiệu với các bạn sản phẩm cuốn con phát âm thanh của WinFun. Sản phẩm có hai chế độ, đó là chế độ giai điệu và chế độ các âm thanh. Bé có thể lắng nghe rất nhiều các âm thanh vui nhộn bằng cách ấn vào các phím trên đây. Ở chế độ các giai điệu thì bé sẽ được lắng nghe các giai điệu nhạc. Phía trước của chú chó còn có một chiếc dây để bé có thể kéo cùng khi đi chơi.